kết hợp với lại huấn luyện viên Thanh Thảo có những cái thuận lợi là sẽ có những cái bài song ca nam nữ. Chị Thảo thì đưa ra ý tưởng của bài Búp Bê Con Trai mà chị Thảo đã từng biểu diễn rất là thành công rồi, nhưng mà anh Đức lại muốn mình làm mới đi một chút hai nhân vật này, anh Đức và Thanh Thảo, để hóa trang giống nhau, đến ngày đó đặt may quần áo giống nhau hoặc đi kiếm mua quần áo giống nhau thật sự là không thể, tại vì quá gấp rồi. Anh Đức phải tự tay làm những bộ đồ búp bê giấy trước giờ ra sân khấu chỉ có 5 phút. Cảm ơn anh Đức rất là nhiều. Cảm ơn bạn vì là mặc dù là thay đổi ý tưởng vào giờ chót, mặc dù là phải thiết kế trang phục vào phút 89 của chương trình, nhưng mà bạn đã làm quá tốt. Và tiết mục như thế nào thì quý vị hãy đón xem nha. Búp bê.
là phải viết lời rap rồi làm thêm một cái bộ đồ như vậy nữa. Mà Đức diễn tốt, chị chỉ nhắc Đức là nhớ cầm cái microphone sát vào miệng một chút. Và chị hiểu là khi em hay để như vậy để một cách thoải mái, để người ta có thể nhìn cái gương mặt của em, hoặc miệng hoặc mắt môi để em diễn. Nhưng mà em hát thì phải để sát vào và để lên cao thì cái microphone mới bắt được cái giọng của em. Nói chung tiết mục này chị rất là thích. Cảm ơn chị. Thật sự là khi mà chọn bài Búp Bê Con Trai á, thì hai người có bàn với nhau là bây giờ sẽ mặc trang phục như thế nào. Thì ban đầu là Đức muốn mặc trang phục theo bình thường của Đức, nhưng mà Thảo thì muốn là phải có trang phục bằng giấy xé dán rẹt 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 vậy đó, lên sân khấu nó mới bất ngờ. Thì cuối cùng đến phút 89 rồi mới thuyết phục được bạn này trong cái việc mà mặc đồ bằng giấy, cho nên là chuẩn bị không có kịp thì định là thôi vậy thôi, bỏ cái ý tưởng này. Nhưng mà cuối cùng thì hồi nãy trước khi chương trình bắt đầu thì Đức đã ngồi ở bên trong hội trường và mua giấy về cắt dán vẽ làm y chang bộ đồ của Thanh Thảo đang có trên người. Và đây là anh Đức tự làm. Nói một điều là chương trình chúng ta là trời sinh một cặp, thì rõ ràng là chúng ta không thể nào chỉ dựa trên cái cách hát, giọng hát hay là như thế nào không, mà chúng ta còn dựa trên sự phối hợp giữa thí sinh và huấn luyện viên của mình. Đức diễn rất là thoải mái, nhẹ nhàng, như chơi, thậm chí là đọc rap cũng vậy nữa. Xem cái tiết mục này rất là thoải mái, cho nên là rất là thích tiết mục này. Xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Đúng là một tiết mục đáng để xem. Nó rất là sôi động và Thanh Thảo rất thông minh, biết khai thác được cái thế mạnh của học trò của mình, biết giấu đi khiếm khuyết của họ. Không riêng gì anh Đức, và tất cả thí sinh khác cũng nhìn thấy được Thảo làm cái công việc đó rất là tốt. Riêng phần rap á, thì có một vài chỗ đầu câu là bị mờ xíu thôi, nhưng trong là đều rõ sáng hết. Từ đầu giờ không chấm huấn luyện viên nha. Riêng cái bài này Thanh Thảo hát rất tốt, chắc và rất là sáng, đúng bài sở trường mà. Chúc mừng tiết mục của em. Cảm ơn anh Hưng. Và bây giờ là phần cho điểm của ban giám khảo. Đầu tiên, em xin mời chị Thanh Hà. 9.5. 9.5. Cảm ơn chị. Xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Chính xác, 9.5. 9.5. Cảm ơn anh. Cuối cùng là anh Lam Trường. Sao anh cười hoài, giám khảo thân thiện? 10. Cái điểm hôm nay chị cho anh Đức là điểm 9.5. Xin cảm ơn rất nhiều.